Hôm nay mình có một chiếc tắp LED rất lạ, không dành cho content creator, cũng chả dành cho gamer, mà là dành cho gia đình. Huawei Mate Bud SE, giá chỉ hơn 5 triệu đồng thôi. Ok, đây là Huawei Mate Bud SE, một phiên bản rút gọn với giá rẻ tiền hơn so với Huawei Mate Bud. Nói nhanh về thiết kế trước đi, Huawei Mate Bud SE có một ngoại hình theo mình khá là đẹp với bốn góc được bo tròn. Phần mặt lưng phần lớn được hoàn thiện từ nhôm và được phủ đen nhám nhìn khá là thẩm mỹ. Tuy nhiên do không có các vạch than ten xung quanh, cảnh viền Huawei bắt buộc phải làm thêm cái dải nhựa như thế này để máy bắt sóng tốt hơn. Tất nhiên là em này có hỗ trợ gắn SIM và sử dụng dữ liệu 4G hoàn toàn bình thường và ngon lành luôn nha. Nhưng mà mặt lưng em này bám vân tay thì thôi luôn, rất nhiều và cực kỳ xấu. Nếu muốn sạch sẽ thì cứ kiếm cái case sau đó mà over là được nha. Về chất lượng hoàn thiện tổng thể thì mình thấy Huawei làm em này khá tốt. Cái góc bo cong mềm mại và không có cảm giác ợp ẹp, thậm chí phần màn hình cũng được làm sát với phần khung viền, không bị nhô lên như là một số tablet cùng giá. Các lỗ loa cũng được khoét khá tỉ mỉ. Tuy nhiên, phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn cũng còn khá sập sệt, bấm vào cảm giác cũng chưa tự tin lắm. Mình thấy đây là một điểm yếu cố hữu của dòng tablet Android giá rẻ rồi. Tuy nhiên, nhờ thiết kế gọn, mỏng, nhẹ nên cũng dễ dàng mang đi làm, đi học, đi chơi các kiểu con đà điểu. Cảm giác cầm nắm với Mate Bud SE cũng khá là tốt, đầm tay nhưng mà đó là khi cầm hai tay thôi. Còn khi sử dụng bằng một tay, thân máy được làm bằng kim loại nên cầm một tay sử dụng sẽ rất là dễ mỏi đó nha. Nói tới tablet thì phải nói về phần màn hình, đặc biệt là tỷ lệ màn hình vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trải nghiệm của anh em. Đa số màn hình của tablet Android hiện nay có tỷ lệ là 16:9 hoặc 16:10 và Mate Bud SE cũng follow theo tỷ lệ màn hình 16:10, tức là phần bề ngang của máy sẽ khá là dài. Điều này mình thấy sẽ ảnh hưởng không ít đến trải nghiệm sử dụng đối với những anh em nào đã từng dùng iPad, vì iPad sẽ có tỷ lệ 4:3 khá là vuông. Nhưng như mình có nói, em này là tablet tập trung của gia đình, giải trí cá nhân thay vì làm việc nên mình thấy yếu tố trên cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Mình cũng là người dùng iPad và khi chuyển của em này với tỷ lệ khác dài hơn á thì mình thấy là quen cũng khá là nhanh thôi. Rồi, ngoài tới lại màn hình với giá hơn 5 triệu thì màn hình của Mate Bud SE sẽ như thế nào nữa? Mate Bud SE sẽ có màn hình 10.4 inch, đủ to để trải nghiệm nhiều loại nội dung khác nhau như là xem phim, chơi game, đọc báo. Em nó cũng có tấm nền IPS hiển thị, mình thấy là khá ngon trong tầm giá. Phần mép của màn hình không bị hiện tượng hở sáng hay gì đâu. Thậm chí các icon, phần hình ảnh và các video khi xem cũng không có tình trạng quá chìm xuống dưới như một số con tablet Android giá rẻ khác. Còn về độ phân giải, em này có độ phân giải là Full HD+, độ sáng là 470 nits và tần số quét cũng chỉ là 60Hz thôi. Tức là sẽ thua một chút so với Redmi Bud khi mà trong cùng tầm giá thì Redmi Bud đã có màn hình 90Hz rồi. Vậy điều nổi bật của Mate Bud SE nằm ở đâu? Như mình có đề cập ở trên á thì Mate Bud SE là chiếc tablet dành cho gia đình. Có nghĩa là em nó có khá nhiều tính năng hay ho dành cho người thân trong gia đình. Cụ thể ở đây là các bé nhỏ cũng như là người lớn tuổi. Với các bé nhỏ thì Huawei Mate Bud SE có một cái khu vực dành riêng cho các bé nhỏ gọi là Kids Corner, giống như một cái sân chơi vậy. Và trong cái sân chơi này, các bé nhỏ cũng có thể sử dụng cái tính năng của tablet với một giao diện trẻ con hơn và đương nhiên là dưới sự quản lý của người lớn. Các bé có thể chụp hình nè, ghi âm rồi vẽ tranh nữa. Và sự quản lý của người lớn mà mình muốn nói ở đây á, là các cài đặt liên quan đến bảo vệ mắt cho trẻ nè, quản lý thời gian trẻ sử dụng, quản lý ứng dụng và nội dung mà trẻ tương tác nữa. Thậm chí kho ứng dụng trong khu vực này cũng sẽ là các ứng dụng dành riêng cho trẻ em luôn. Đương nhiên muốn ra vào khu vực này cũng cần có password nữa nha. Thế còn người lớn tuổi thì sao? Người lớn tuổi cũng sẽ có chế độ riêng. Chế độ này sẽ tập trung vào việc tăng kích cỡ các thành phần trên màn hình như là cỡ chữ nè, nút bấm nè, hình ảnh vân vân cho người lớn tuổi dễ nhìn hơn. Ngoài ra ở chế độ này anh em cũng có thể điều chỉnh thời lượng cảm ứng chạm phù hợp với người lớn tuổi trong nhà hơn. Về cấu hình, thật ra trong tầm giá này á, mình thấy đề cập đến cấu hình khá dư thừa. Tuy nhiên nếu như mà anh em đòi hỏi một cấu hình cao thì mình thấy còn dư thừa hơn nữa. Bởi vì Mate Bud SE chỉ đang dùng chip Snapdragon 680, con chip đã khá cũ rồi. Nên game gủng thì cũng chỉ là cơ bản như là Liên Quân Mobile setting trung bình hay là PUBG thì low setting thôi. Thế mình với tầm tiền này anh em có thể có nhiều sự lựa chọn hơn với cấu hình ngon hơn. Ví dụ như là Redmi Bud với Helio G99 nè. Thêm nữa là theo nhà sản xuất, em này chạy Harmony OS 3.0. Tuy nhiên ở phần setting của máy mình check bản mới nhất chỉ là Harmony OS 2.0 thôi. Nhưng không sao, quan trọng là giao diện này vẫn có một mức độ tối ưu khá tốt, đủ mượt mà trong quá trình trải nghiệm bấm mở app phản hồi cũng khá ok. Nhưng mà thật sự để nói ngon thì mình thấy cũng chưa hẳn. Vì mình nghĩ một phần cũng là con chip máy đang chạy chỉ là Snapdragon 680 thôi. Cùng tầm giá như là Oppo Bud E cũng dùng Snapdragon 680 thì giao diện cũng không quá mượt đâu. Nên phần này anh em cũng phải chấp nhận thôi, tất là giá rẻ mà. Còn về khoản ứng dụng, Mate Bud SE đã sử dụng app Gallery của riêng Huawei. Các app Android mình thấy vẫn có đủ. Riêng các app liên quan đến Google như là Chrome hay là Google Maps thì mình không thể tải trực tiếp được. Tuy nhiên khi search các app này trên App Gallery thì nó sẽ dẫn đến một đường link để tải các file APK của các ứng dụng Google và sử dụng bình thường. Thậm chí YouTube hay Google Drive cũng phải dùng trò chuyện để truy cập. Cái này mình nghĩ mọi người biết rồi ha. Huawei và Google giống như là một cặp đôi yêu nhau bị cha mẹ ngăn cản rồi. Nói thêm về loa, Mate Bud SE có 4 loa, 2 loa mỗi bên và đều phân chia stereo rõ ràng. Chất âm thì mình đánh giá mức khá tốt trong mặt tiền. Tất nhiên là âm bass thì sẽ không thể hiện quá rõ đâu nên là nghe nhạc muốn thật hay thì tốt nhất anh em nên nghe qua tai nghe nha. Ngoài ra Huawei trang bị thêm công nghệ Huawei Histon 8.0 cho anh em tinh chỉnh lại âm thanh, hỗ trợ âm thanh vờn và làm nổi bật giọng nói, cực kỳ phù hợp để họp hành và học trực tuyến đều rất ok. Và công nghệ này cũng chỉ hỗ trợ khi anh em đeo tai nghe. Camera đối với mình á, em này kiểu có cái để chụp cho vui thôi chứ đối với mình thì camera của tablet không quan trọng cho lắm. Camera chính 5 megapixel và camera selfie 2 megapixel thì chỉ cơ bản thôi chứ không thể chụp đẹp được. Cam trước cũng chỉ là HD 720p, chỉ đáp ứng để call video cơ bản được chứ mà để đảm bảo về mặt chất lượng thì không. Được cái là phần camera trước có tích hợp nhận diện mở khóa bằng gương mặt ở cả chiều ngang lẫn chiều dọc, tốc độ cũng khá là nhanh. Cuối cùng là về thời lượng pin, 5100mAh
giờ là dung lượng pin mình đánh giá vừa đủ dùng với khả năng sử dụng của MyBud SE. Nhưng nếu so sánh với Redmi Band hay là Oppo Band E là sự thua thiệt khá nhiều. Nếu sử dụng thông thường thì thời gian sử dụng sẽ tầm vài ngày, khá là lâu đấy. Cá nhân mình thường điều chỉnh độ sáng cao nhất nên pin cũng đạt tầm 1 ngày hơn nếu sử dụng liên tục. Tổng kết lại, hơn 5 triệu cho em Huawei MyBud SE, có nhiều tính năng cho người thân trong gia đình, thiết kế đẹp, cầm nắm tốt, anh em thấy sao? Đây là comment cho em biết nha. Và đừng quên like, share, subscribe cho channel Ben Z. Mình là Đức, hẹn em video tiếp theo. Bye bye anh em.